ngàn vạn lần không được để phụ nữ lên tàu. Tuy nhiên tàu ngầm USS Tiger xác không lại tin. Họ đã cứu một chiếc thuyền cứu hộ của anh. Trong số 3 người may mắn sống sót, có một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Tin đồn rằng nếu phụ nữ xuất hiện trong tàu ngầm sẽ mang đến bất hạnh vô tận. Nhìn từ góc này có thể thấy cô gái khá thú vị. Dưới lòng tốt của những người đàn ông, cô đã được ở lại. Kể từ đó, sự diệt vong của tàu ngầm nối tiếp theo sau. Đầu tiên là nhân viên điều hành sonar, một tàu khu trục của Đức đang lướt qua họ. Thuyền trưởng Brice không dám bất cẩn, khẽ ra lệnh tắt máy dừng động cơ. Tàu ngầm chuyển sang trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều nín thở, lặng lẽ đợi tàu khu trục đi qua. Đột nhiên nhân viên điều khiển sonar hét lớn, đánh rơi tai nghe như bị điện giật. Kẻ hủy diệt đã kích hoạt sonar tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người không dám thở mạnh. May mắn thay, chiếc sonar đã sớm biến mất. Có vẻ như tàu khu trục ở trên không phát hiện ra họ. Đột nhiên có tiếng nhạc chói tai truyền đến, như sét đánh trời quang khiến mọi người sợ hết hồn. Anh trai này chạy một mạch lao thẳng vào phòng nghỉ, tắt máy hát nhạc ra đang ý à ý à. Nhưng khiến mọi ngạc nhiên là không có ai ở trong đây. Còn chưa kịp nghĩ, nhân viên sonar lại báo cáo. Điều khiến họ sợ hãi đã xảy ra rồi. Tàu khu trục Đức đã khóa chặt vị trí tàu ngầm bọn họ. Còn thả một chiếc thùng dầu gắn bom xuống dưới. Sau đó xung quanh Tiger xác bùng nổ, sóng xung kích dữ dội khiến tàu ngầm lộn nhau. Mọi người đều bị lắc cho điên đảo. Điều kỳ diệu là quả bom này trôi theo dòng nước, không ngừng nảy trên thân tàu, như nhịp tim của con người. Âm thanh va chạm dày vò thần kinh của mọi thành viên trên tàu. May mắn thay, quả bom này cuối cũng không phát nổ. Họ sống sót sau thảm họa. Thuyền trưởng Brice bắt đầu điều tra về sự cố máy hát. Ông dồn hết nghi vấn vào 3 người mới lên thuyền. Cô gái xinh đẹp Claire đến giải thích với anh ta. Tàu bệnh viện Anh của họ bị tàu ngầm đánh chìm. 300 người trên tàu đều đã gặp nạn. Trong số 3 người may mắn sống sót, ngoại trừ cô ấy còn có một người là sĩ quan Anh. Một người khác bị thương nặng là bệnh nhân của cô ấy. Từ những lời nói này của cô, Brice không có được thông tin nào có thể làm bằng chứng. Nhưng ngay sau đó, một thành viên đang xử lý quần áo của người bị thương tìm thấy một chiếc quần đùi có nhãn mác tiếng Đức. Mọi nghi ngờ đều được giải đáp, thì ra là một người Đức. Brice tức giận cầm súng đến phòng bệnh nhân người Đức. Nhìn thấy khí thế này, người Đức không thể giải thích vì rào cản ngôn ngữ. Mặc dù không biết tại sao Brice đến, nhưng rõ ràng không có ý tốt. Trong lúc kích động định cá chết lưới rách, Te vẫn đang cố gắng giải thích. Nhưng lúc này tiếng súng vang lên, Brice trực tiếp xử lý người Đức và hạn chế quyền tự do của Claire. Theo lời của anh, sự an toàn của tàu ngầm là trên hết. Mọi thứ dường như đã bình tĩnh lại. Brice thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Tiếng nhạc chát chúa lại vang lên. Chuyện quái quỷ lúc này khiến da đầu người ta phát ngứa. Khi Brice lao vào phòng, máy phát nhạc lại tự động tắt. Brice nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ tan tành máy hát. Tàu ngầm lướt nhẹ dưới nước, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí mọi người. Nhưng những điều kỳ quái vẫn còn ở phía sau. Em nằm trằn trọc trong phòng tối không thể ngủ được. Hình như cô ấy nghe thấy một giọng nói thì thầm với cô ấy hãy rời đi càng sớm càng tốt. Sau khi cô ấy bật đèn lên, nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phải nổi da gà. Một tiếng kêu chói tai xuyên thủng toàn bộ tàu ngầm. Mọi người lần lượt đi đến, nhìn thấy xác chết của người Đức xuất hiện dưới giường của Claire trong một tư thế kỳ lạ. Sự thật rất nhanh đã tỏ tường, đó là hai thành viên trên tàu chơi khăm Claire. Họ thấy cô sợ hãi vô cùng đắc ý. Brice khiển trách họ, nhắc họ xử lý thi thể cho tốt. Vốn dĩ thuyền viên này khá là to gan. Sau khi anh ấy cố định cái xác lại, một giọng nói vang lên từ phía sau. U ám gọi anh quay người lại. Lúc đầu anh nghĩ ai đó đang đùa mình, nhưng rất nhanh anh phát hiện ra không phải. Lúc này âm thanh kỳ lạ từ phía sau phát ra. Khi anh từ từ đến gần lắng nghe cẩn thận, tiếng còi trên thuyền đột ngột vang lên. Đột nhiên bị dọa sợ suýt vãi ra quần, anh ấy nói với mọi người có điều gì đó sai sai ở đây. Nhưng không ai tin những gì anh ta nói. Claire cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với chiếc tàu ngầm. Cô lẻn vào phòng thuyền trưởng. Trên cuốn nhật ký, cô phát hiện hai chữ viết tay hoàn toàn khác nhau và cánh tủ tự động mở ra. Cô nhìn thấy một bức ảnh khác của thuyền trưởng, rõ ràng là trên tàu ngầm này cất giấu những bí mật mà cô không biết. Sau đó, trong cuộc trò chuyện với Brice, cô thẳng thắn hỏi về chuyện của cựu thuyền trưởng. Brice nói với cô, cách đây vài ngày họ đã đánh chìm một con tàu của Đức. Cựu đội trưởng có thói quen thu thập chiến lợi phẩm, trong khi trục vớt một số đồ lưu niệm, anh ta không may bị rơi xuống nước và chết. Te bán tín bán nghi, đang nói chuyện thì đèn đột ngột tắt. Brice quay lại nhìn về lối đi, một bóng đen vẫn đứng yên ở đó. Brice có chút thất thần, đó chỉ là một người lính bình thường đến báo cáo. Con tàu khu trục như âm hồn bất tán đã đuổi đến. Lần này họ không có ném bom xuống nữa. Rắc rối khủng khiếp hơn đang đến. Con tàu Đức thả một vũ khí mang sát thương lớn, dùng để đối phó với tàu ngầm Mỹ ẩn nấp dưới đáy biển. Móc sắt này vô cùng sắc bén, va vào thân tàu phát ra âm thanh kim loại chói tai. Cả đoàn đều lo lắng không yên. Móc neo mạnh mẽ móc vào thân tàu, dưới lực kéo cực đại, thân tàu bị chọc thủng một lỗ lớn. Nước biển tràn vào cabin ngay lập tức. Cabin phía trước bị ngập nước. Họ không thể không đóng một vài khoang tàu. Thuyền trưởng không biết phải làm gì với móc sắt này. Mọi người đợi mãi không thấy mệnh lệnh, chỉ có thể quay bánh lái lung tung. Vào thời điểm quan trọng khi móc sắt lại tấn công, tàu ngầm cuối cùng cũng di chuyển, tránh được đợt tấn công nguy hiểm lần thứ hai. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự săn lùng của kẻ thù. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Lần tấn công trước tàu ngầm đã bị rò rỉ dầu. Nếu không thể tìm ra giải pháp, không chỉ nhanh chóng hết nhiên liệu, dầu bị rò rỉ sẽ khiến quân Đức tìm được họ mà không tốn tí sức lực.
vị trí dầu tràn là trong bể nước điều áp cách xa bọn họ. Họ phải đi từ bên ngoài của tàu ngầm để vào trong. Không ai muốn làm việc này trong một vùng biển lạnh lẽo đen tối. Một thành viên nói ra suy nghĩ của mình, kể từ khi người phụ nữ đó lên tàu ngầm, chuyện xui xẻo cứ liên tục kéo đến, tàu ngầm của họ cứ như bị nguyền rủa. Thuyền trưởng Bridge chỉ có thể ép buộc Odo và ba thành viên khác đi. Bốn người mặc đồ lặn và bơi ra khỏi Tiger Shark. Dưới ánh đèn lặn, sinh vật phù du bao quanh bọn họ. Chợt một bóng đen vụt qua dưới ánh đèn. Odo bị dọa sợ rút cây chiếu sáng ra. Cá đuối ó bơi du đãng xung quanh họ. Mấy người họ hoảng sợ bơi vào khoang nước điều áp. Odo hỏi về nguyên nhân cái chết của cựu thuyền trưởng. Anh ấy không tin cựu thuyền trưởng, bỏ mạng khi lấy chiến lợi phẩm. Lúc đó thuyền viên cùng cựu thuyền trưởng đi ra khỏi tàu ngầm, đã nói với anh một phiên bản hoàn toàn khác. Sau khi Tiger Shark đánh chìm tàu Đức, cựu thuyền trưởng nhất quyết bắn những người sống sót. Cả anh và đội trưởng hiện tại đều không hài lòng với hành động của ông. Cựu thuyền trưởng vô tình rơi xuống biển và chết trong lúc giằng co. Khi thuyền viên đó giải thích mọi thứ cho Odo, điều không may lại xảy ra. Anh ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mờ ảo, một khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện. Anh thất thần rơi xuống nước, cái búa vừa hay đập vào đầu anh trai. Tiếng hét khiến mọi người trong cabin kinh hoàng. Odo vội vàng đi tới để kiểm tra. Trong nước biển sâu băng giá, khuôn mặt tái nhợt của thuyền viên tử nạn đột nhiên nổi lên. Mấy người họ suýt chút bị dọa chết. Sau khi bình tĩnh lại, Odo định đưa thi thể trở lại tàu, nhưng trong ánh đèn sáng anh phát hiện ra một khuôn mặt. Cả người anh run rẩy, quay lại nhìn thì thấy đồng đội của anh đã chạy trốn. Mấy người họ vừa bò vừa lăn quay trở về tàu, đưa tin về cái chết của thuyền viên. Cái lạnh và sợ hãi càng khiến họ tin rằng chiếc tàu ngầm này bằng cách nào đó bị nguyền rủa. Vào lúc này, khoang chứa nước điều áp đáng lẽ phải không có người, đột nhiên có tiếng gõ nhịp nhàng vang lên. Có người nghe ra đó là mã Moss, dịch ra nghĩa là quay lại. Sau chuyện này, một nỗi sợ hãi không thể giải thích được tràn ngập con tàu. Tiếp theo phải làm gì? Lúc này, chiếc tàu ngầm đang ở trong tình trạng tồi tệ. Hai kính tiềm vọng đã bị móc sắt làm vỡ, hơn nữa sonar cũng đã bị hư hỏng. Bây giờ vừa mù vừa điếc, tốt nhất là lái thuyền đến cảng gần nhất ở Vương quốc Anh. Nhưng Bridge bác bỏ ý tưởng này, anh ta dường như đang chống lại việc tàu ngầm tiếp cận các cảng hải quân của anh. Thế là tàu ngầm tiếp tục di chuyển về phía cảng Mỹ. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh, trong lúc điều chỉnh tay lái, tàu ngầm bắt đầu mất kiểm soát. Có lẽ hai người họ đã dùng sức quá mạnh, bánh lái trực tiếp bị họ bẻ gãy. Thành viên ở bên cạnh giải thích theo góc độ khoa học. Có thể bơm thủy lực đã xảy ra vấn đề, nhưng lời giải thích này không đủ thuyết phục. Trong lúc hoảng loạn, cả đoàn đội cố gắng tắt hết động cơ, nhưng nó không hiệu quả. Mọi người thảo luận riêng, chiếc tàu này nhất định bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó. Lái thuyền theo hướng nó muốn đi, Odo và Claire phát hiện, hướng mà tàu ngầm đang hướng tới, có vẻ là nơi con tàu bệnh viện Anh bị chìm. Tất cả đều hết sức kỳ lạ. Bridge bắt đầu sắp xếp các thuyền viên sửa chữa bánh lái. Việc đầu tiên là cần được thông gió giảm áp lực, nhưng rõ ràng là hiện tại điều kiện an toàn không đủ. Làm suy giảm áp suất đường ống dẫn hydro, điều này rất có thể lặp lại thảm kịch Hindenburg, nhưng giờ không thể nghĩ nhiều như vậy. Họ đóng cửa khoang bịt kín khí hydro, ngăn cách giữa phòng sinh hoạt và phòng máy. Tuy nhiên, khi họ bắt tay vào làm, đèn đột nhiên tắt phụt, một thuyền viên ở bên ngoài mở cửa khoang máy. Cái đồ chết tiệt này, một thành viên khác thắp sáng một chiếc đèn pin bị nứt. Bi kịch vẫn xảy ra, Bridge không thể liên lạc với nhân viên bảo trì, anh có dự cảm không lành. Khi họ đến khoang sinh hoạt, Odo thấy tay nắm cửa nóng bất thường. Mở cửa ra thấy cảnh tượng bi kịch, mấy người họ như đi vào địa ngục trần gian. Bên trong tối, người và vật thể nhả khói trắng, thẻ lính đốt cháy da thịt. Trước đó tại đây ngập tràn tiếng cười nói, đây là một chiếc tàu ngầm bị nguyền rủa của Hoa Kỳ. Người lính đi ngang qua gương, thấy người trong gương không giống mình, anh lắc lư phải trái trước gương. Người bên trong dường như luôn chậm hơn anh nửa nhịp, anh quay đầu lại và hít thở sâu. Sau lưng dường như có người đang nhắm vào mình, anh lấy hết can đảm và quay người lại. Ở trong gương, nhìn thấy một khuôn mặt khiến anh ta sợ hãi, anh ấy không thể chịu đựng lại tra tấn này, chạy ra ngoài như điên, trong tình huống không có bất kỳ thiết bị thoát hiểm nào. Anh mở cửa tàu ngầm nhảy xuống biển, chỉ là cuối cùng thì anh cũng không thoát khỏi tàu ngầm. Không lẽ chỉ vì cứu người phụ nữ này mới khiến con tàu gặp phải sự diệt vong vô tận này? Là người đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, thuyền trưởng Bridge cũng có vấn đề về thần kinh. Do Tiger Shark ở dưới biển quá lâu, cabin đã bắt đầu thiếu oxy, số ít người sống sót chỉ có thể tìm cách tự cứu mình. Nhưng van khí nén không thể mở, tàu ngầm không cách nào nổi lên. Trong lúc mọi người tuyệt vọng, từ khoang thuyền trưởng truyền đến tiếng rơi vỡ, giống như ai đó đang ở đó. Mọi người đi kiểm tra, thấy đồ đạc của cựu thuyền trưởng nằm rải rác khắp nơi. Đột nhiên đèn tắt, một bóng người trắng vụt qua. Bridge nhìn thấy rõ ràng, anh biết người đàn ông này là ai. Ngay lập tức nỗi sợ khiến anh ta mở to đồng tử. Trong khi nói chuyện với Claire, Odo tìm thấy nhân chứng cho cái chết của cựu thuyền trưởng. Thuyền trưởng hiện tại Bridge và những nhân chứng nói hoàn toàn khác nhau. Họ nghi ngờ cái chết của cựu thuyền trưởng còn có ẩn tình. Te nghi ngờ đến phòng thuyền trưởng, kiểm tra lại nhật ký con thuyền và so sánh tàu ngầm của anh và Đức. Cô phát hiện một sự thật không thể chấp nhận được. Gọi là con tàu Tiger Shark của Đức bị chìm, thực ra là một chiếc tàu cứu hộ của anh, và đó cũng chính là con tàu của anh mà Claire đã đi. Sau khi cựu thuyền trưởng biết mình đánh chìm con tàu tốt, đầu tiên là muốn cứu người, nhưng Bridge và hai sĩ quan khác sợ rằng chuyện bị bại lộ sẽ khiến sự nghiệp của họ tan tành, thậm chí có thể ra tòa án quân sự. Họ hợp tác lại giết cựu thuyền trưởng
và tuyên bố rằng cựu thuyền trưởng vô tình ngã xuống nước mà chết. Đó là sự thật của câu chuyện. Lúc này, với sự nỗ lực của mấy người bên ngoài, tàu ngầm cuối cùng cũng bắt đầu nổi lên và liên lạc qua radio với những người ở gần. Một con tàu đã nhận được tín hiệu. Lúc này ai cũng muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Brice xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, ngăn cản hành động của bọn họ. Odo biết Brice đã làm những gì, anh để thuyền viên khác lo chuyện cứu trợ. Brice lập tức bắn phá hết đường dây điện, anh ta không muốn bất cứ ai mang bí mật mà rời khỏi đây. Claire tranh thủ hắn không chú ý, lẻn lên boong tàu, dùng đèn phát sáng gửi tín hiệu cầu cứu cho đối phương. Brice nhanh chóng cầm súng đuổi tới, muốn ngăn cản cô lại. Claire tức giận nói hết tất cả sự thật mà cô biết, khiển trách anh ta vì sự hèn nhát và đạo đức giả. Brice biết bí mật không thể che giấu được nữa, anh ta không có gan để bắn Claire, dẫu sao họ vốn dĩ không phải là kẻ địch. Brice tuyệt vọng đã lựa chọn tự sát. Claire và thuyền viên may mắn sống sót được giải cứu. Dưới sự quan sát của họ, tàu ngầm Tiger Shark từ từ chìm xuống đáy biển, mà bên cạnh nó là tàu cứu thương của anh bị đánh chìm. Bình thường không làm chuyện xấu sẽ không lo ma gõ cửa, nói dối để trốn tránh trách nhiệm luôn mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn là đối mặt với sai lầm. Đây là bộ phim kinh dị về chiến tranh dưới đáy biển sâu trong Thế chiến 2. Cảm ơn các bạn đã xem.